Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, thay mặt những người thực hiện chương trình, Hoàng Phát và Ánh Xuân xin bày tỏ lòng tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương, hy sinh cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ. Ninh Thuận với công tác đền ơn đáp nghĩa. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với một số sở ngành về giải ngân vốn đầu tư công và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ viếng đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh có các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tại lễ viếng, các đại biểu đã chào cờ và dành một phút mặc niệm để tỏ lòng thành kính biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương và kính viếng các anh hùng liệt sĩ. Sau nghi thức dâng hoa thắp hương tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã tỏa ra các phần mộ thắp hương thể hiện lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương hy sinh vì Tổ quốc. Tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên đã tổ chức chương trình lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, sau khi ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, các tăng ni, Phật tử, thân nhân gia đình liệt sĩ và hơn 300 đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến, đặt hoa tại 1.141 phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để đất nước có được độc lập, thanh bình, thống nhất như hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đạo lý ấy đã được nuôi dưỡng, vun đắp và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, thể hiện sự tri ân đối với những người đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhờ đó đến nay, hầu hết người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú. Năm nào cũng vậy, cứ vào các dịp lễ Tết,
Ngôi nhà nhỏ ở làng biển Cà Ná của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự lại rộn rã tiếng cười, tiếng nói. Trong những năm ác liệt nhất, mẹ đã lần lượt đưa tiễn chồng và ba con trai lên đường đánh giặc, và những người thân yêu nhất của mẹ đã lần lượt hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bản thân mẹ cũng tích cực tham gia cách mạng, bị địch bắt và tra tấn dã man. Nhưng trước sau như một, mẹ vẫn một lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng. Qua những câu chuyện kể của mẹ thì đoàn thanh niên huyện nói chung mà cố gắng nỗ lực hơn nữa, trong thời gian tới sẽ phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện, chăm lo cho các gia đình chính sách và đặc biệt mẹ Việt Nam anh hùng. Với cựu chiến binh Tô Văn Hùng trở về từ chiến trường Campuchia với nhiều thương tật trên mình, cuộc sống lại gặp nhiều khó khăn. Với sự quan tâm của Mặt trận thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Cùng với sự giúp đỡ sẻ chia của người thân, đồng đội, giờ đây ông và gia đình đã được ở trong căn nhà kiên cố khang trang. Hỗ trợ cho tôi xây cái nhà khang trang. Và các cấp các ngành ngày lễ ngày Tết cũng đến thăm hỏi, phải nói động viên tôi. Ninh Thuận hiện có trên 31.000 người có công với cách mạng. Thời gian qua, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công được tỉnh Ninh Thuận đặc biệt quan tâm bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Đến nay, 100% mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng, 100% xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, 99,5% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú. Cảm ơn các cấp, tức là xã, phường, huyện như lại tỉnh đã đến tận gia đình chúng tôi. Nhân cái dịp ngày 27 tháng 7 này, thì các cấp nên phát động cho nhân dân là phát hiện và tìm hiểu, tức là những cái hài cốt mà các chiến sĩ của ba miền còn nằm lại để đâu tìm mọi cách đem lại về cho quê hương xứ sở họ để cho họ thờ cúng. Thường xuyên tuyên truyền về pháp lệnh người có công với lại các cái văn bản, nghị định, thông tư về của chính phủ và thực hiện đầy đủ kịp thời các cái chế độ chính sách đối với lại người có công. Đây cũng là một trong những cái hoạt động mà mang cái ý nghĩa to lớn về uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với lại các thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tháng 7, tháng tri ân, tháng nghĩa tình, cùng với cả nước, Ninh Thuận cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, những gia đình có công với cách mạng, và hành trình uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa sẽ được tiếp nối bằng tất cả trái tim, bổn phận và trách nhiệm để các gia đình chính sách được chăm lo chu đáo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, giúp những người có công với cách mạng có cuộc sống ngày một tốt hơn. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có đồng chí Châm Ma Lê Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện và các lực lượng tham gia tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nghị quyết 35, phối hợp thực hiện tốt mọi nhiệm vụ góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, vô hiệu hóa các luận điệu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải đảm bảo sự thống nhất giữa bảo vệ và đấu tranh, vừa làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng, vừa sử dụng tổng hợp các lực lượng và các biện pháp kiên quyết kiên trì chống lại sự xuyên tạc phá hoại. Chú trọng công tác đổi mới nội dung và phương thức đấu tranh, xử lý các hành vi chống phá Đảng, Nhà nước. Có nội dung và phương thức đấu tranh phù hợp với từng đối tượng, từng hành vi, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động nhận diện, phát hiện và xử lý các thông tin xấu độc trên mạng Internet. Hình thành cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin, hình ảnh hệ thống xuyên suốt trong hệ thống chính trị, từ tỉnh đến huyện và cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Sáng nay, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy. Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, lực lượng công an phải luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, chống phá đảng, nhà nước và chế độ, không để bị động, bất ngờ, xứng danh là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận. Theo đánh giá, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức như tác động tiêu cực của dịch COVID-19, cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, kéo theo sự gia tăng nhiều loại tội phạm. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng triệt để mạng xã hội để đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức thủ đoạn mới. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết chủ động, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, kết quả sau nửa nhiệm kỳ đến nay, các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đề ra đều đạt và vượt. Một số chỉ tiêu đã tiệm cận hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ, trong đó nổi bật đứng thứ hai toàn quốc về việc triển khai quản lý các loại đối tượng trên phần mềm điện tử và là một trong 28 tỉnh thành phủ 100% căn cước công dân trước thời hạn. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo và bảo vệ an toàn các sự kiện lễ hội quan trọng của đất nước và của địa phương được triển khai hiệu quả. Đặc biệt đã phối hợp với quân đội, các sở ngành địa phương triển khai công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt kết quả rất tốt, được quân khu 5 biểu dương và đánh giá cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Công an tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13, nhấn mạnh thời gian tới dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những thay đổi về cục diện và diễn biến phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, chống phá đảng, nhà nước và chế độ, nhất là vào thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tại địa phương, các chủ trương chính sách và phát triển kinh tế xã hội đã ban hành, tiếp tục phát huy hiệu quả, các lĩnh vực đột phá, dự án phát triển kinh tế đã và đang triển khai sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó sẽ có những vấn đề phát sinh đặt ra thách thức trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trên tinh thần này, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách bài bản, quyết liệt, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an Ninh Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và các kế hoạch của năm cái phương thức mà lãnh đạo của cấp ủy thì đề nghị là Đảng ủy Công an các đồng chí bám vào năm phương thức này để lãnh đạo cho nó sát. Thứ nhất là về cái công tác lãnh đạo ban hành nghị quyết, thì vấn đề vừa qua đó, cái cách như chúng ta triển khai nghị quyết 12 là sát nhất, tức là cái hiệu quả của nghị quyết để chúng ta lãnh đạo nó theo sát, không cần phải ban hành quá nhiều nghị quyết, cần tập trung vào lĩnh vực gì nó đột phá, tập trung vào lĩnh vực gì mà cái đảng bộ chúng ta nó còn tồn tại yếu thì cần phải nâng nó lên như thế nào thì tập trung cái này để ban hành nghị quyết lãnh đạo hiệu quả. Thứ hai là công tác tuyên truyền vận động để triển khai rất nhiều chủ trương chính sách của Đảng ủy Công an Trung ương, rồi Đảng ủy Công an tỉnh và tỉnh ủy. Có những cái chính sách ta tốt nhưng mà công tác tuyên truyền vận động không có đầy đủ, cho nên cái diễn biến ở cơ sở suy diễn cái vấn đề đó ra làm cho nó lệch lạc về mặt thông tin và nhận thức, nên là cái sự đồng thuận tham gia vào các vấn đề liên quan mà rất dễ bị các cái thế lực bên ngoài khai thác, thì các đồng chí tập trung chú ý quan tâm. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại là hết sức nặng nề. Vì vậy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, trong mọi hoàn cảnh, lực lượng công an phải luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác theo dõi, nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời hiệu quả, giải quyết từ gốc đến rễ. Các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, tập trung các biện pháp tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và an ninh mạng, an ninh xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước và của địa phương,
xưng danh là thanh bảo kiếm sắc bén, là lá chắn thép vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận. Sắp đến với những cái dư địa phát triển của chúng ta hiện nay, với các hạ tầng kết nối mà sắp đến được hoàn thành như cao tốc, như cảng biển, như hàng không, vân vân, thì cái dư địa phát triển của Ninh Thuận sẽ là một nơi có một cái sức hút rất là mạnh mẽ về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian sắp đến. Mà đã là phát triển thì bắt buộc là những cái vấn đề liên quan đến cái tình hình an ninh kinh tế, rồi cái thu hồi đất ảnh hưởng đến tình hình an ninh của nông thôn, các vấn đề khác mà chúng ta sẽ va chạm. Tôi rất mong là sau cái hội nghị này, ngoài cái tham luận trực tiếp ở đây, thì các cái nhóm giải pháp đề xuất sẽ được là Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất và xây dựng các cái nhóm giải pháp cụ thể. Cần thiết có những cái nghị quyết chuyên đề để chúng ta chỉ đạo lãnh đạo khắc phục cách là toàn diện và sâu sắc nhất những cái tồn tại của mình để triển khai thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ trong cái thời gian đến. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án của Bộ Công an và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn mạnh, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các giải pháp phòng chống tội phạm, kiên trì mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm hình sự, tạo chuyển biến tốt về trật tự an toàn xã hội, về sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Trọng tâm là tham mưu quyết liệt các giải pháp thực hiện đề án 06 của Chính phủ về sự phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an, ứng dụng tốt khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong công tác công an, phục vụ cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và một số sở ngành đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 đối với các dự án do các đơn vị làm chủ đầu tư. Theo báo cáo, các đơn vị như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận cơ bản đảm bảo tiến độ giải ngân. Riêng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao làm chủ đầu tư, thực hiện 6 dự án. Hiện nay, dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, dự án đường đôi phía Nam thành phố Phan Rang Tháp Chàm và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã cơ bản hoàn thành, giải ngân đạt 100%. Đối với 3 dự án còn lại đang triển khai gồm dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải, san nền, đường giao thông, khu công nghiệp Thành Hải, hiện đang chờ bố trí vốn để thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước và huyện Bắc Ái đã giải ngân đạt 46%, dự kiến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành giải ngân hết vốn đã bố trí 100 tỷ đồng. Dự án nhà hỏa táng tại Nghĩa Trang, Trung Mỹ, huyện Ninh Phước, tổng vốn 24,5 tỷ đồng, đã bố trí 11,5 tỷ đồng. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu thầu trong tháng 8, đủ điều kiện giải ngân hết vốn bố trí năm 2023. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận nỗ lực của các ngành, đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Phấn đấu đến hết tháng 9 phải đạt trên 90% và cuối năm phải giải ngân hết 100% vốn được phân bổ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các ngành, đơn vị, chủ đầu tư phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục giải phóng mặt bằng để đạt kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công cao nhất. Chiều nay, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp còn tồn động trước khi tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý 2 năm 2023. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 97 kiến nghị của các doanh nghiệp nhà đầu tư. Đến nay, có 54 kiến nghị đã giải quyết, còn 43 kiến nghị vướng mắc phát sinh đang được giải quyết, trong đó có 24 nội dung kiến nghị về vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng, cho thuê đất, 4 kiến nghị lĩnh vực du lịch và 14 kiến nghị chung về cơ chế chính sách hỗ trợ vay vốn, đầu tư công trình, hạ tầng, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của các ngành, đơn vị đã đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời phê bình 12 đơn vị chưa thành lập tổ hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm đột phá từ nay đến cuối năm 2023. Do đó, các sở ngành địa phương chủ động rà soát giải quyết rốt ráo các kiến nghị của doanh nghiệp, không chờ đến hội nghị gặp mặt doanh nghiệp mới giải quyết. Việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp cần tuân thủ quy định pháp luật, nhưng cũng phải có sự linh động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Các sở ngành cần đẩy nhanh việc thực hiện quy hoạch phân khu, xây dựng bản giá đất, công khai minh bạch các thủ tục quy trình đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư hoạt động hiệu quả. Chiều nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với một số sở ngành địa phương để đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2023. Năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được phân bổ hơn 488,4 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cảng Á, kênh đường ống cấp 2 và kênh cấp 3 thuộc hệ thống thủy lợi sông Cái Toàn Mỹ, hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, dự án thu trữ nước dưới đất, dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị hạn hán, dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung. Kết quả đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã giải ngân hơn 93,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,2%. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phải xây dựng kế hoạch tổng thể và tiến độ triển khai chi tiết cho từng dự án để theo dõi, giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Các sở ngành liên quan và chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai dự án. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn duy trì giao ban định kỳ để kịp thời có hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ và hoàn thành công tác giải ngân. Cũng trong chiều nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với các sở ngành địa phương về thúc đẩy giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo, tính đến tháng 7 năm 2023, các sở ngành địa phương đã giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của năm 2023 đạt 51,3 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển đạt hơn 45,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 37%, vốn sự nghiệp giải ngân đạt hơn 5,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,4%. Nguyên nhân giải ngân chậm do thời gian hoàn thành thủ tục xây dựng cơ bản các dự án kéo dài nên chưa được ứng vốn thi công. Một số công trình thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng nhưng chưa cấp đủ theo kế hoạch nên chưa bố trí đủ vốn để giải ngân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh rất quan tâm đến công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và đã thành lập các tổ công tác để hướng dẫn đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát các thủ tục vướng mắc để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt dự toán kinh phí, kết quả đấu thầu để có cơ sở ứng vốn, đồng thời phát huy vai trò của các tổ công tác địa phương, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, Sở Tài chính cùng với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi tiến độ giải ngân của các sở ngành địa phương, thường xuyên báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để thúc đẩy công tác giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sáng nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn cố vấn cấp cao của Ngân hàng Thế giới về dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Theo đánh giá của đoàn cố vấn cấp cao của Ngân hàng Thế giới, các tồn động và tiến độ của dự án đã có sự tiến triển so với chuyến công tác lần trước. Đặc biệt, việc giải ngân vốn trong tháng 7 đạt 110 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch. Hiện có 5 trên 10 gói thầu đã có mặt bằng sạch để triển khai thi công toàn tuyến. 5 gói thầu còn lại, việc giải phóng mặt bằng đạt trên 95%. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Ninh Thuận xem đây là dự án trọng điểm nên tập trung chỉ đạo xuyên suốt, các chính sách hỗ trợ luôn tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và khung chính sách của dự án. Do đó, người dân đồng thuận rất cao.
Quá trình triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn kiểm tra, giám sát đối với chủ đầu tư và có sự phối hợp giữa các ngành để đẩy nhanh tiến độ thi công, giám sát chất lượng công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng chí Lê Huyện cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm và các sở ngành để hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và có phương án thi công trong mùa mưa để đưa toàn bộ dự án về đích đúng thời hạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.